anh chạy chiếc xe Jeep vô, rồi bây giờ anh lại chở một chiếc xuống. Rất là mau luôn nha, chỉ có một người làm việc thôi. Xin chào các bạn đến với kênh Lãng Tử 02 của mình. Hôm nay rảnh rỗi đi làm về sớm, mình lại ghé một cái chỗ bán xe cũ đã qua sử dụng tên là Echo Park. Ở đây cũng là một cái dealer rất là lớn nha các bạn. Và mình đang đứng ở cái dãy này toàn là xe Jeep không à. Có nhiều chiếc xe Jeep rất là đẹp. Bây giờ mình quay màn hình lại cho các bạn xem nha. Đây các bạn, thường chúng ta nghĩ là xe Jeep nó có nhiều kiểu dáng giống như xe của quân đội vậy đó. Hồi xưa hãng xe Jeep này làm cho quân đội, nhưng bây giờ hãng xe Jeep này nó làm nhiều cái xe nè. Đây là xe Jeep nhưng mà kiểu xe SUV đó, nguyên một dãy này toàn xe Jeep không à. Ở đây có hai chiếc xe Jeep màu đỏ rất là đẹp luôn. Chiếc này đi 40.000 mai mà đời 2022 là tính ra mới có 5,5 thôi, nhưng mà giá nó còn 38.000. Đây chiếc xe Jeep này màu trắng. Chiếc xe Jeep này màu xám bạc nè. Chiếc xe Jeep này màu xám đậm. Còn mấy chiếc này màu đen. Đây là nguyên một dãy toàn là xe Jeep không à. Các bạn sẽ thấy ha, tính đặc trưng của xe Jeep á, là cái bộ mà tản nhiệt của nó là nó có 7 hình chữ nhật đứng nè. Đó, nguyên một dãy kia các bạn cũng sẽ thấy là toàn bộ là những cái 7 cái hình chữ nhật đứng. Cái chiếc xe Jeep màu trắng này cũng thấy 7 hình chữ nhật đứng luôn. Nhưng mà khuynh hướng bên xe Jeep này người ta thích mấy cái chiếc xe SUV á. Cao. Như chiếc màu trắng này nè. Cũng rất là đẹp. Ở bên Mỹ những chiếc xe Jeep nó có thương hiệu nên có giá rất là cao. Ở đây chiếc màu xám lông chuột này còn mới quá trời nè. Chiếc này cũng còn mới nè các bạn. Chiếc này là đời 2021, mới đi có 28.000 mai thôi. Mà chiếc này giá bây giờ nó cũng là 29.000. Đó, đây là một cái dãy xe Jeep. Cái thương hiệu của cái chỗ bán xe này là tên Echo Park. Bây giờ mình sẽ đi qua cái khu khác để bán cái xe thương hiệu khác. Đó, chiếc xe Jeep này cũng rất là ngầu à. Ở đây nó có một chiếc xe màu lông chuột. Cái thương hiệu của nó là Dodge. Là một thương hiệu xe cũng khá tốt của Mỹ. Cái kiểu dáng thiết kế của cái xe này nó giống như là cái đầu của một con cá vậy đó. Ở đây giống như cái miệng con cá. Ở trên này nó có những cái khe lấy gió lấy nhiệt vô, giống như cái mũi. Giống như cái mũi, cái lỗ thở của con cá. Nhìn rất là ngầu. Mà cái xe này nó sơn màu lông chuột, nó không có cái nhũ bạc. Mâm bánh xe rất là lớn nha, xe SUV này bánh rất là lớn. Xe này đời 2022, đi 28.000 cây số rồi, nhưng mà giá còn rất là cao, giá còn 39.000. Bây giờ mình đi qua tới cái dãy bên này, ở phía bên này là toàn là xe Toyota không à. Lúc nãy mình coi hãng xe Jeep ở tuốt đằng xa kia rồi, còn ở bên này nó có nhiều loại xe, giống như cái chiếc này là chiếc Buick. Cái chiếc này là một cái hãng xe có hình ba cái lá khiên. Cái logo nó vậy đó. Của hãng Buick của Mỹ. Cũng khá nổi tiếng. Ở bên này là xe Subaru. Một cái hãng xe của Nhật.
nó cũng mới ra về sau này thôi, nhưng mà nó đã thâm nhập được bán qua thị trường của Mỹ rất là nhiều. Ở đây xe Nissan nè, ở đằng sau kia là xe Nissan, dãy này như có vẻ là Nissan. Có 7-8 hãng xe của Mỹ, có 7-8 hãng xe của Nhật vô Mỹ. Nè, Nissan nè, xe này cũng dạng đời mới nè. Những cái xe kiểu dáng đời mới thì cái sơn nó sẽ không có cái màu ánh bạc ở trong sơn, mà nó cảm giác như nó đục đục vậy đó. Bên này cũng là một cái chiếc Nissan rất là mới luôn. Xe rất là mới luôn. Mấy chiếc xe này chừng 20 mấy ngàn thôi, chưa tới 30 ngàn. Ở bên này có một chiếc Acura nè, rất là đẹp, màu trắng, đèn laser mới. Acura là một cái dòng xe cao cấp của hãng Honda. Ở Mỹ người ta đi xe Acura rất là nhiều. Còn cái dãy này là Nissan không à. Bây giờ mình đi tới cái dãy này. Ở đây cũng có nhiều loại xe nè. Hai chiếc sedan của Audi. Ở đây một cái chiếc Acura. Còn một cái chiếc xe này thương hiệu cũng rất là lạ, các bạn sẽ ít khi nào gặp ở Việt Nam lắm. Tên nó là Alfa Romeo. Ở giữa nó giống như hình trái tim, cái lưới tản nhiệt đó đó, thêm cái phần lưới tản nhiệt ở phía dưới nữa. Hai bên giống như hai con mắt, có hai cái kính lúp tròn giống như là hai cái con người vậy ạ. Cái chiếc xe này nhìn phía trước rất là ngầu. Chiếc này khoảng chừng 30 ngàn thôi. Nếu mà đời đi 4 năm rồi đó, không có tới 30 ngàn đâu. Ở bên này đó mấy mấy chiếc mẹt nè. Ở đầu đây nó có cái chiếc xe gì nữa. À, đây là chiếc Volvo. Chiếc Volvo này còn mới quá trời luôn nè. Bây giờ mình đi tới cái dãy này là toàn là xe BMW không các bạn? BMW Đúp nè. Ở đây một chiếc BMW Đúp nè. Trời ơi, xe BMW Đúp á, nhìn nó có cái gì đó nó sang trọng lắm. Những cái đường nét nó đơn giản thôi. Dãy này là BMW không à. Còn bên này là mẹt BMW Volvo. Để mình xem chiếc hai chiếc BMW này. Ở Mỹ xe không có tới 50 ngàn đâu, nếu mà xe chạy rồi là không có tới 50 ngàn đâu. Thường thường trung bình là 30 ngàn là coi như là cũng dữ dằn lắm rồi. Xe BMW ở Mỹ mà đi rồi á, chừng 3 năm thì giá nó còn rẻ lắm các bạn. Giống như cái chiếc này đời 2021, chiếc X3 mà đi 31 ngàn mai là tính ra khoảng cỡ 50 ngàn cây số thôi. Giá của nó 32 ngàn. Nhìn đẹp quá trời, quá sang trọng luôn. Đi ra dãy ngoài này còn quá trời xe nè. Hiệu Lexus nè, Hyundai nè, Volkswagen nè. Đây có một cái chiếc xe hiệu Lincoln nè. Ở Mỹ người ta hay đi chiếc Lincoln này lắm các bạn. Một cái dòng xe đặc biệt của cái hãng Ford. Ở đây có vẻ ít xe chất hơn. Thường khi mà người ta chuyển xe từ những cái bãi xe này tới bãi xe kia là người ta thường vận chuyển trên những chiếc xe này nè các bạn. Trên một chiếc xe này nó sẽ chở được 9 chiếc xe. Đây. Ở bên này nè, có một chiếc xe này mà chúng ta thấy nó đã chuyển xuống rồi. Chuyển xuống hết đâu, như 5 chiếc xe rồi. Ở trên này bây giờ còn 4 chiếc xe. Đó, chúng ta để xem coi cái anh này anh hạ chiếc xe xuống như thế nào ha. Đó, hạ xuống.
Wow. Rồi mở khóa của những cái bánh xe ra. Đây là một chiếc xe Jeep nè. Đây một chiếc xe Rocker. Còn đây là chiếc Cadillac. Bây giờ anh mở bánh trước ra. Tất cả các xe đều neo khóa bánh lại hết. Nó chỉ cần có một người thôi. Xong anh leo lên, về xe xuống. Video mình tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm xem video mình. Đừng quên like, bấm đăng ký ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại những video khác.